Theo thống kê thì phát thải từ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống chiếm khoảng 26% lượng khí thải toàn cầu. Con số này có thể tăng gần gấp đôi vào năm 2050. Nhằm giảm thiểu tình trạng này thì mới đây các nhà sáng chế tại Liban đã phát minh ra một chiếc lò nướng vận hành bằng năng lượng sạch, vừa giảm phát thải vừa tiết kiệm chi phí. Trên mái nhà của một tiệm bánh ở làng Remhala của Liban, các hệ thống năng lượng mặt trời đã được lắp đặt để vận hành những lò nướng bánh đối lưu. Hệ thống năng lượng mặt trời này sẽ làm nóng chất lỏng để vận hành lò nướng bánh. Quá trình này bao gồm một hệ thống thu giữ năng lượng mặt trời hiệu suất cao, có thể thu giữ năng lượng rất mạnh từ mặt trời, tạo ra nhiệt cung cấp trực tiếp cho lò nướng. Chúng tôi sử dụng trực tiếp phần nhiệt này trong chế biến thực phẩm và đồ uống. Với cơ chế này, lò nướng đối lưu năng lượng mặt trời sử dụng một cơ chế trao đổi nhiệt cải tiến. Từ đó, nhiệt độ tại lò nướng có thể lên tới 300 độ C, cho ra lò những mẻ bánh thơm ngon mà tiết kiệm rất nhiều chi phí. Lò nướng này sẽ tiết kiệm cho các chủ tiệm bánh khoảng 80% chi phí hàng tháng thay vì sử dụng dầu diesel, và do đó nó sẽ giảm giá bánh mì khi đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, mục đích của chúng tôi khi chế tạo ra hệ thống này là giảm chi phí sản xuất, từ đó dẫn đến giảm chi phí thực phẩm cho người dân. Dự án lò nướng bánh đối lưu năng lượng mặt trời này đang được xem xét các bảng sáng chế tại Hà Lan. Họ đặt mục tiêu đến năm 2030 thay thế hoàn toàn các lò nướng bánh sử dụng dầu diesel hoặc điện trong sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống của đất nước.